mùa thu tháng 8 năm 1945, dưới ngọn cờ vinh quang của Đảng và Bác Hồ kính yêu, nhân dân cả nước đã vùng lên khởi nghĩa giành chính quyền thắng lợi. Thắng lợi của cách mạng tháng 8 là thắng lợi đầu tiên của chủ nghĩa Mác Lênin ở một nước thuộc địa, là thắng lợi của đường lối độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội, mà con đường cứu nước của Nguyễn Ái Quốc và cương lĩnh của Đảng đã xác định. Nhà nước cách mạng non trẻ vừa ra đời đã đứng trước những thách thức tưởng chừng không thể vượt qua, thù trong, giặc ngoài. Chính quyền nhân dân có nguy cơ bị phá hoại, nền độc lập dân tộc như ngàn cân treo sợi tóc. 20 vạn quân Tưởng tràn vào miền Bắc, các tổ chức phản động được dịp nổi dậy với âm mưu tiêu diệt Đảng ta, lật đổ chính phủ lâm thời do Chủ tịch Hồ Chí Minh lãnh đạo để quay trở lại giày xéo nhân dân ta. Tháng 9 năm 1946, quân Pháp núp sau quân Anh đánh chiếm Sài Gòn, âm mưu chia cắt Nam Bộ. Quân và dân Nam Bộ nêu cao khí phách thành đồng tổ quốc, hưởng ứng lời kêu gọi của Bác, đồng bào Nam Bộ là dân nước Việt Nam. Sông có thể cạn, núi có thể mòn, song chân lý đó không bao giờ thay đổi, đã nhất tề đứng lên mở đầu cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp. Thực hiện đường lối vừa kháng chiến vừa kiến quốc, song song với chống giặc ngoại xâm, chống giặc đói, chống giặc dốt, Đảng tổ chức xây dựng, củng cố chính quyền, tiến hành tổng tuyển cử, bầu Quốc hội khóa 1, ban hành hiến pháp. Hàng loạt chính sách và biện pháp về kinh tế, văn hóa, xã hội được ban hành. Khẩu hiệu không một tấc đất bỏ hoang được thực hiện khắp nơi. Các lớp bình dân học vụ được mở, phong trào đời sống mới được tổ chức. Đảng ta, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, bằng sự chỉ đạo sáng suốt, khôn khéo về sách lược, cứng rắn về nguyên tắc, đã đưa con thuyền cách mạng Việt Nam vượt qua bão táp phong ba. Các thế lực phản động và thù địch vẫn điên cuồng chống phá nhà nước cách mạng non trẻ. Ngày 3 tháng 3 năm 1946, Ban Thường vụ Trung ương Đảng ra chỉ thị, tình hình và chủ trương. Ngày 9 tháng 3 năm 1946, ra chỉ thị hòa để tiến. Tận dụng thời gian hòa để tiến, Đảng lãnh đạo nhân dân xây dựng và phát triển về mọi mặt, chủ động đối phó với khả năng chiến tranh xảy ra trên phạm vi cả nước. Nơi nơi đẩy mạnh sản xuất, tích trữ lương thực, chuẩn bị hậu phương cho cuộc kháng chiến. Về quân sự, vũ trang toàn dân, theo sắc lệnh số 71 SL tháng 5 năm 1946, Vệ Quốc đoàn chuyển thành Quân đội Quốc gia Việt Nam. Đảng xúc tiến tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc. Tháng 5 năm 1946, Hội Liên hiệp Quốc dân Việt Nam, gọi tắt là Liên Việt ra đời, nòng cốt là Mặt trận Việt Minh. Vào trung tuần tháng 12 năm 1946, thực dân Pháp tấn công đánh chiếm lại Hà Nội và khu vực Bắc Vĩ tuyến 16. Ngày 18 tháng 12 năm 1946, đại diện chính phủ Pháp cắt đứt mọi liên hệ với chính phủ Việt Nam. Biết trước mọi mưu đồ của Pháp, ngày 12 tháng 12 năm 1946, Thường vụ Trung ương Đảng họp mở rộng dưới sự chủ trì của Chủ tịch Hồ Chí Minh, ra chỉ thị toàn dân kháng chiến, quyết định phát động cuộc kháng chiến toàn quốc. Ơi đồng bào toàn quốc, chúng ta muốn hòa bình, chúng ta đã nhân nhượng, nhưng chúng ta càng nhân nhượng, thực dân Pháp càng lấn tới, vì chúng quyết tâm cướp nước ta một lần nữa. Không, chúng ta thà hy sinh tất cả, chứ nhất định không chịu mất nước, nhất định không chịu làm nô lệ. Lấy dân làm gốc, Đảng ta đã vạch ra một đường lối cơ bản của cuộc kháng chiến là toàn dân, toàn diện, lâu dài và tự lực cánh sinh. Đó là con đường duy nhất để nhân dân Việt Nam đấu tranh giành độc lập, tự do, hạnh phúc. Tác phẩm Kháng chiến nhất định thắng lợi của Tổng Bí thư Trường Chinh được ra đời trong thời kỳ này. Cuộc chiến tranh xâm lược của Pháp lan nhanh ra cả nước.